Chào mừng anh chị trở lại với channel Dùng Bất Động Sản Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay thì Dùng không có chia sẻ cho anh chị thông tin một lô đất nào cả, mà Dùng muốn gửi tới anh chị một số cái hình ảnh của khu vực trung tâm phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Một số cái hình ảnh thực tế về dân cư cũng như là đường xá và kết nối giao thông. Thì sau đây thì xin mời anh chị cùng xem và theo dõi nhé. Thì trên màn hình anh chị có thể thấy đấy là cái khu tái định cư Hắc Dịch anh chị. Đây là một cái khu vực mà khá là nổi tiếng của phường Hắc Dịch. Đó, với cái khu vực này thì đường xá rất là đẹp và quy hoạch đường bàn cờ toàn bộ cái khu vực này. Với tái định cư Hắc Dịch thì phần lớn nó là quy cách là 5x20 khu thổ cư và được xây dựng tự do anh chị. Và sát bên khu tái định cư ở đây thì nó là cái khu có chợ này, rồi trường học cấp 2, cấp 3. Đây là khu vực vòng xoay trung tâm, vòng xoay lớn của phường Hắc Dịch anh chị. Khu vực phường Hắc Dịch thì có cái quỹ đất 450 hecta được quy hoạch làm khu công nghệ cao Hắc Dịch, cho nên đây là một cái mà yếu tố mà thúc đẩy cũng như là làm cho đất của phường Hắc Dịch trở nên là nhiều nhà đầu tư quan tâm và biết hơn trong những cái thời gian vừa qua. Theo hướng này thì anh chị có thể quan sát được cái vòng xoay lớn thứ hai của phường Hắc Dịch, là cái vòng xoay có ngân hàng BIDV. Thì khu vực này nó được là khu phố 5 của phường Hắc Dịch. Theo hướng này thì mình sẽ đi ra quốc lộ 51 anh chị. Và lưu lượng giao thông ở trên con đường này cũng khá là lớn anh chị. Giống như là đi mà về biển ấy, về Bình Châu, về Hồ Tràm đó, thì phần lớn là sẽ đi theo con đường này đó, khi đi về cũng như là khi đi mình sẽ là đi tắt ở trong cái khu vực phường Hắc Dịch. Thì từ vị trí này nếu mà mình chạy ra ở khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 á, thì khoảng hơn 3 km, và ra đến quốc lộ 51 theo đường Võ Văn Kiệt thì khoảng 7 km anh chị. Thì anh chị có thể thấy là phía bên kia đường của Võ Văn Kiệt á, là khu phố Rạng Cát giáp với đường Tô Nguyệt Đình, và bên kia là đất Phước Bình Đồng Nai, còn bên này nó là khu phố Suối Nhung. Thì khu phố Suối Nhung thì nó được quy hoạch làm khu trung tâm hành chính mới Hắc Dịch, đường xá quy hoạch bàn cờ rất là đẹp, và đó là cái câu chuyện của tương lai, bao giờ nhà nước hay chính quyền thi công thì mình chưa biết, nhưng mà xét về quy hoạch thì nó rất là đẹp, nó kéo dài từ khu trung tâm cho ra đến khu ngoài Suối Nhung. Thì cái hệ thống đường quy hoạch nó rất là đẹp anh chị, tất cả những cái trung tâm rồi trường học rồi công viên các kiểu thì đều tập trung ở cái khu vực này và đổ ngược ra ngoài Suối Nhung. Thì hiện tại là Dùng chuyên tư vấn đầu tư ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và Phú Mỹ Châu Đức nói riêng, thì cũng như là nhận ký gửi và đi review sản phẩm cho nhà đầu tư cũng như là anh chị chủ free hết anh chị. Đó, thì trong giai đoạn này nếu mà anh chị nào mà cần bán những cái sản phẩm của mình ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì có thể liên hệ cho Dùng. Dùng sẽ đi quay những cái thước phim thực tế cũng như là review sản phẩm để hỗ trợ anh chị vấn đề thanh khoản được tốt hơn. Tất cả đều là free anh chị nhé. Thì anh chị nào mà cần thì có thể liên hệ cho Dùng qua số điện thoại 0908 741 668 nha anh chị. Dùng xin cảm ơn và hẹn gặp anh chị ở những cái video tiếp theo.